Xin chào quý đại lý và quý khách hàng. Hôm nay hàng nhập khẩu Âu lại xin giới thiệu đến quý đại lý quý khách hàng một cặp dầu gội đầu có thể nói rất là tuyệt vời. Thế nhưng mà bị đứt hàng mất 4-5 tháng nay mới về được. Đó là cặp dầu gội Gatasi, nhãn hiệu Gatasi, hàng của Israel, sản xuất tại nước thứ ba. Thì một thùng lớn của nó là có 4 thùng nhỏ, mỗi một thùng nhỏ là có 10 chai. Thì bên trái đây là dầu gội và bên phải là dầu xả. Dầu gội có chữ shampoo, dầu xả có chữ conditioner, conditioner hoặc là rye hoặc là. Thì đây là một trong những cặp dầu gội đầu mà được đánh giá rất cao trên thị trường, có thể một trong những cặp dầu gội đầu tốt nhất trên thị trường hiện nay. Thì trước đây là hàng nhập khẩu Âu là về được hai loại, một là cái loại mà cắm sẵn vòi như này, có nghĩa là mỗi một chai nó có sẵn vòi như này luôn. Thế còn một loại nữa là vòi rời ở ngoài, chai này nó có một cái nắp, xong có một cái vòi này rời ở ngoài, thế lúc nào dùng thì tháo nắp ra cắm vòi vào sau. Nên là này thì chỉ có một mẫu này thôi là cắm sẵn. Thế thì cặp dầu gội này là thứ nhất về hình thức thì rất là đẹp. Quá đẹp luôn, in chữ nổi, sờ vào đây thì thấy là chữ nổi, công nghệ in ấn rất là tuyệt. Chiết xuất ở đây là chiết xuất từ collagen và keratin. Thì đằng sau này thì cũng có dịch cái tiếng Việt một cách sơ khởi để quý vị xem. Tuy nhiên là ở cái phần tiếng Anh thì nó chi tiết hơn. Thì cái cặp dầu gội này nó có cái đặc điểm hay ở cái gì? Hay ở cái gì? Thứ nhất là về cái, để quý vị nhìn ở đây, nó là cái dầu gội này có chữ collagen và keratin. Thì hiện nay trên thị trường ở Việt Nam có rất nhiều cái dầu gội collagen và cũng keratin tương tự như thế này. Xuất xứ từ rất nhiều cái vùng miền khác nhau, nhiều đất nước khác nhau. Thế cái dầu gội collagen này thì collagen được hiểu nó là một cái dạng protein thì có tác dụng trẻ hóa, nuôi dưỡng cái mái tóc từ sâu bên trong. Thế thì cái việc bổ sung collagen cho tóc thì nó là một cái giải pháp rất là quan trọng, giúp cho chúng ta có được cái mái tóc mềm mượt và chắc khỏe tự nhiên. Thì đấy là cái phần collagen. Còn keratin thì hiểu một cách ngắn gọn như sừng, giống như là cái móng tay này. Đấy, móng tay nó là một dạng, nó là nó gọi là keratin. Thì nó là một cái lớp sừng cấu tạo nên cái móng tay và tóc. Thế nên là có thể nói là ở tóc hạn thì cái keratin này nó chiếm tới 7%, tóc là sừng mà. Thì nó là một loại protein có tác dụng bảo vệ cho tóc khỏi hư tổn, thì giúp cho tóc chắc khỏe và tạo cái vẻ đẹp cho mái tóc. Mái tóc mà có keratin đầy đủ ấy, thì nó sẽ khỏe mạnh, cải thiện những vấn đề ví dụ như là nó chống rụng gãy này, hay là chống tổn thương này. Đặc biệt là những người mà những chị em hiện nay là cả gì muốn sấy gội nhuộm rất nhiều, có những chị em ngày nào cũng sấy tóc luôn. Nên là dễ bị tổn thương liên quan đến nhiệt độ này, rồi hóa chất. Thì cái việc bổ sung keratin rất là cần thiết. Thì tôi xin lược dịch ở đây mặt trước mặt sau, thì chắc quý vị cũng nhiều người cũng giỏi tiếng Anh cả, xin lược dịch nha. Đây là dầu gội collagen và keratin này, đây là dầu gội này, đây là dầu xả này. Đấy, conditioner và xả này. Đây là dầu gội này. Đấy, quý vị có thể nhìn trên này, thì xin lược dịch tiếng Anh không xuất sắc nên nếu nó có dịch mà không được hay quý vị thông cảm. Thì đây là áp dụng cái công nghệ này là công nghệ thoát hơi, là máy hơi đấy, và thẩm thấu cái collagen, tích cực bù ẩm collagen và keratin. Ba cái dòng dưới này là đây là cái thành gọi là cái công dụng chính của cái dầu gội này. Thứ nhất là có tác dụng chống oxy hóa rất là tuyệt vời. Thì chống oxy hóa là gì thì quý vị có thể xem. Thì trong này là nó cái hoạt chất đằng sau này thì nó có cái tác dụng là chống oxy hóa. Quý vị trong này là nó có cái chất nữa là chất kiềm, loại bỏ cái dư lượng, một là cái alkali và hai là cái peroxide. Thì đó là một cái chất được sử dụng làm oxy hóa mà chúng ta hay gọi là tẩy trắng ấy. Hay là ví dụ như là cái hydrogen peroxide chẳng hạn, thì nó chính là một cái chất oxy hóa mà chúng ta vẫn gọi là oxy già đấy. Thì nó là trong cái làm tóc thì nó sử dụng, ví dụ như trong sinh hoạt đời thường thì người ta dùng làm tẩy trắng, thế còn lại là
là trong những cái chất mà quý vị ra mà uốn sấy gội nhuộm ấy, nhà đặc biệt là nhuộm tóc ấy, thì trong nhuộm tóc nó luôn luôn nó có cái chất gọi là peroxide, nó là một chất oxy hóa. Đấy. Thì nó giúp vào là để cho làm tóc có thể nói là lên màu này, rồi tạo độ xoăn vân vân. Yeah. Thì khi mà sử dụng nhiều thì nó cũng có những cái rủi ro nhất định của nó. Thì người ta kết hợp cái peroxide này với một cái chất oxy hóa là gọi là hydrogen peroxide này, gọi là hydrogen đấy, mà chúng ta hay gọi là oxy già đấy. Thì cái chất oxy hóa này nó cũng được có tác dụng giống như thuốc kháng khuẩn, nó tác dụng là sạch da đầu, ngăn nấm nứa. Yeah. Thì đây là cái dòng thứ nhất, yeah, là tác dụng chống oxy hóa tuyệt vời. Cái dòng thứ hai này, deep cleanse and scalp, là cái làm sạch sâu cho tóc và da đầu. Yeah. Cái dòng thứ ba là cái bảo vệ, phục hồi và tái tạo độ bóng cho tóc. Yeah. Tái tạo độ bóng cho tóc. Đây là cái phần của dầu gội, đây là cái công dụng của nó. Thế còn đối với dầu xả thì xem thế nào này. Dầu xả thì ở các phần kia thì cũng tương tự, hai cái dòng đầu thì cũng tương tự thôi. Dầu xả này là chiết xuất từ collagen và keratin này. Cái công nghệ là may hơi thẩm thấu collagen, tích cực bù ẩm cho collagen và keratin này. Thì là ba cái dòng về công dụng của cái dầu xả. Thì thứ nhất là kiểm soát tóc, gọi là tóc bị yếu, bị xoăn đấy, và trẻ ngọn. Speed là dạng dầu trẻ ngọn. Thứ hai nữa là cho mái tóc này là bóng này, đấy, và mượt. Smooth là mượt này. Cho mái tóc bóng và mượt. Thứ ba nữa là bảo vệ, phục hồi và tái tạo cái độ bóng cho tóc. Đây là ba cái công dụng chính của dầu xả. Thế thì cái này là sản phẩm này là có hai cái free là free paraben đấy, và một cái free nữa là cái chất này thì tôi cũng chưa được rõ lắm, nhưng mà paraben là một chất cấm trong hóa mỹ phẩm sử dụng, vì khi sử dụng thì tiếp xúc nhiều các có thể dẫn đến ung thư. Thế này là không có paraben. Đây là mặt trước của sản phẩm này, đây là mặt sau này.